Alo, à vâng, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em, à, chúng ta đã quay trở lại với nhật rơi cầu 256 Và nay thì đề về 79 mọi người nhé. Về tất cả các cầu lô tô thì ngày hôm nay chúng ta không phải nói gì nhiều rồi. À lô 63 chúng ta cũng đã có bạch thủ của mình. Con 36 đang gan thì cũng như là mình đã nói với anh em chúng ta ngày hôm qua ấy, thì con nào mình xếp đầu tiên thì con đấy sẽ là con bạch thủ nhá. Hôm nay thì về phần đề đóm chúng ta cũng chưa được may mắn khi mà Uh, 7 thì có 1 171 và 9 thì có 191 mà thôi. Hôm nay thì mình kết là kết uh, về con số 1 nhá. Thì cho nên là mình chốt uh, để về chạm 1 hơi nhiều. Hôm nay thì uh, ăn được cái con lô 63. Ở trên Zalo uh, ngày hôm nay thì phải nói với anh em chúng ta là cũng có vẻ là hơi buồn một chút, mình cho anh em uh, chúng ta hai con. 60 và 61 nhưng mà tiếc con 61 là con bạch thủ của nó mới đau chứ này Bạch thủ nó không về thì thôi, nó còn về con 16 vì là cái đường cầu này các bạn chúng ta về phần cá nhân mình cái đường cầu ngày hôm nay là thực sự với các bạn chúng ta là 99 là nó ăn rồi thực sự là không thể nào mà nay lộn ra, một con rất là đau thà nó đừng về đúng không ạ lộn ra đúng con 16 mà các bạn có thể thấy là 16 đã đi liên tục cho chúng ta là ngày sang ngày lên là sang ngày thứ ba rồi nó đi ba ngày liên tục rồi thì cái này đang nó bị bẻ cầu cũng như là vặn cho anh em chúng ta một quả rất là đau mọi người nhé chỉ được con lót 60 thôi Mình đi cho anh em chúng ta hai con 60, 61 Thì nay 60 về mà 61 thì không Wow, một ngày thật là Nói chung là đến bây giờ mình vẫn đang hơi bỡ ngỡ một chút không, không tin là Con 61 của mình nó không thèm ra Kết quả lô tô thì các bạn chúng ta cũng đã biết Ngày hôm nay là quay là hơi bị bịp một chút Lô 13 nháy 15, 3 nháy không ạ Rồi là 73 lại rơi lại cho các bạn chúng ta một đôi Lô ngày hôm nay thì quay với vẩn quá, 5 cầm và đầu 9 cũng cầm nốt Không có gì đặc sắc mọi người nhé Lô 0660 mình bắt cho một bạn ở trên Zalo uh, Thì uh, 0660 là đi một đôi Cũng gọi là ăn được mọi người nhé chỉ tiếc cho những anh em đi 61 của mình thôi Quá là đáng, đáng buồn cho ngày hôm nay Thôi thì uh, vậy vẫn cái cách cũ của mình thì mình hy vọng là bằng mọi giá chúng ta sẽ phải ăn được vào ngày mai không ít thì nhiều về phần bạch thủ lô của mình mọi người nhé cầu kèo thì uh, thực sự là cũng rất tiếc ok thì vào ngày mai các bạn sẽ lưu ý và tham khảo cho mình có lẽ là mình cũng trả chốt nhiều đâu cầu ngày mai thì chỉ có một thôi mình cũng gửi luôn cho anh em để cho các bạn tham khảo và để ý chơi thẳng cho mình cặp lô tô bạch thủ vào ngày uh, 22 tháng 10 à 22 tháng 11 mọi người nhé câu này thì sẽ là cầu 262 chúng ta có vẻ là cho mấy cặp số này thì quanh quanh quẩn lại thì toàn là cặp số mới cặp số nào nó đang về rồi thì nó thế nó nó về thôi anh em cho nên là mình chốt cho anh em chúng ta ngày mai chắc chắn sẽ là 2662 rồi ngoài ra thì còn rất là nhiều đường cầu khác cộng với à, những cái kinh nghiệm của mình à, hay bắt số thì mình nghĩ có lẽ là như vậy cũng rất là đủ rồi cầu ngày hôm qua có 343 không biết là mình có nói và chia sẻ với anh chị em chúng ta không nhưng mà với những cái dạng số như 344 và lô kép chúng ta có thể thấy đó chính là 33 này 44 này đúng không ạ 4466 6633 thì các bạn thấy là ra 63 ra 64 ra 34 và ra 43 cái video của mình ngày hôm qua thì chắc là chắc chắn là chúng ta sẽ có rồi không thể nào mà chúng ta không không có được những cái con số này được đúng không ạ ở đây thì mình giới thiệu cho anh em ra ngày ngày hôm qua thì tương đối là ok đấy anh em nhé sáu ba sáu ba sáu ba đúng không ạ những cặp số này thì mình nghĩ là cũng rất chi là ok rồi thì tiếc cái là ngày nay ăn được một nháy thôi 36 gan khá là lâu rồi chắc là thôi bỏ qua đi không chơi lại cặp này vào ngày mai nữa thì Uh, mình nghĩ là cặp số này của mình ngày mai sẽ là một cặp số duy nhất ở trên kênh mình chỉ cho anh em tham khảo một cặp thôi còn lại những cặp số khác có lẽ là mình sẽ nên để dành lại cho anh em uh, trên Zalo các bạn là chinh chiến một trận để lấy lại được những cái gì mà ngày hôm nay con 61 đã mang của anh em cho ta đi nhá 262 thì chắc chắn là không có gì phải bàn rồi và ngày mai cũng sẽ là khá đông người chơi mình phải nói thẳng với anh em chúng ta mà nhìn là như vậy nay 63 của mình top top 1 nhá 63 của mình lên top 1 trên giờ mình kim mà nó vẫn về cho anh em thì biết là đường cầu của mình nó uy tín cỡ cỡ nào Đúng không ạ Top 1 rồi, nay thì 61 cũng Lên trên top ngồi chơi luôn Ok thì Không phải nói nhiều nữa, chốt luôn cho ngày 22 tháng 11 Cầu này thì mình bắt Ăn sẵn rồi, ăn mấy hôm nay rồi Thành ra cũng không có gì phải ngại cho ngày mai cả Quan trọng nó vẫn là ăn thôi Tối là gặp nhau mọi người nhá 26 và con 62 của mình thì ngày mai ở trên Zalo uh, của mình thì mình nghĩ là bất bại so với cái bảng kết quả ngày hôm nay thì mình nghĩ là nếu mà ngày mai mình lên cho anh em chúng ta một con cầu bất bại cũng như là ép phải nổi một số thì mình nghĩ là cái tỷ lệ thành công của nó là lên lên đến phần trăm thấp nhất là 90 phần trăm cho một cái con số của mình mọi người nhé đấy thì uh, theo như kinh nghiệm của mình thôi trong những cái ngày gần đây ấy, thì dựa vào cái bảng uh, lô tô này hôm nay chỉ đen đúng một cái là ép con 61 thì ra lại con 16 ngày mai ép con nào thì chắc chắn là mình sẽ nắm được trong lòng bàn tay so với những, những, cái đường cầu kèo cũng như là những cái lượng kiến thức của mình dành cho cái bộ số này thì mình nghĩ là thành công và sẽ đến với chúng ta vào ngày mai ở trên Zalo uh, của mình chỉ tiếc cho những anh em ngày hôm nay con lót 60 không đáng là bao cả có người còn không thèm lót cơ tự tin quá mức thành ra là cũng chưa được may mắn thì về cái phần lỗi này của mình thực sự là mình cũng không chủ quan một chút nào đâu mình chốt cho anh em chúng ta là mình đã tính rất là kỹ rồi nhưng mà cái sự thật thì nó vẫn là phũ phàng thôi anh em ạ 16 rất là suy nghĩ thôi thì anh em cũng như các bạn ta lưu ý cho mình đầu tiên là các bạn ở trên kênh anh em theo kênh của mình cũng dặn dò Anh em chúng ta rất là cẩn thận rồi Các bạn theo kênh của mình thì nên theo một cái mức vừa phải thôi Khoảng 50 đến 100 điểm Ở trên kênh mọi người nhé Thì ngày nào cũng uh, Mong là sẽ nổ được một nháy cho anh em Tức là các bạn đã đánh cả hai con Hoặc là các bạn nghe mình nói ấy, Thì từ đầu đến cuối video thì con nào bạch thủ Các bạn chúng ta cũng biết rồi Con nào xếp đầu tiên thì các bạn đã chơi con đấy nhé Còn con còn lại anh em chơi cũng được mà không chơi cũng chả sao Nhưng mà mình nghĩ là nên lót bởi vì là nó chỉ có hai con thôi Không 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 nhiều mọi người nhé Anh em đánh 50 điểm thì chia 25 điểm mỗi con Anh em đánh 100 điểm thì chia 50 điểm mỗi con Đấy là một cái sự đảm bảo an toàn cho anh chị em cũng như là các bạn Theo kênh của mình Bằng mọi giá nào đó thì chúng ta vẫn phải giữ được cái gì ấy, An toàn cho mình mọi người nhé Đấy Thì Chúng ta có lẽ là nên nói ít hiểu nhiều Và mình chúc cho những anh em nào ngày mai Theo kênh của mình sẽ chiến thắng từ bừng và rực rỡ Còn những anh em Theo Zalo nhá thì ngày mai mình sẽ lên một con cầu bất bại ép phải nổ một số cho anh chị em Và sẽ là một số không lót Mình kiên quyết là chỉ đi một số thôi Không lót mọi người nhé Đấy Cho nên là Ngày mai các bạn chúng ta cứ liên hệ với Zalo của mình Mình xin đọc to và rõ Đọc tiếng Việt cho anh em chúng ta số Zalo của mình luôn Đó là 0918 966 209 à, Ngày mai thì mình đi uh, Mình giảm hình thấp cho anh em Và Và nếu mà trong cái trường hợp mình nói thẳng luôn trong cái trường hợp mà số không ra cộng với cái trường hợp mà như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn có một cái gói bảo hành cũng như là một cái trách nhiệm đối với anh em thứ nhất đó chính là không về thì mình hoàn phí hai là mình sẽ bù số cho anh em chúng ta sang ngày hôm sau để anh em chúng ta khỏi phải hỏi nhiều nhá Đấy. quan trọng vẫn là như vậy và quan trọng thì vẫn là con số chốt của mình vào ngày mai thì mình xin được phép gặp lại anh em cũng như các bạn chúng ta sau 6 giờ 30 ngày 22 tháng 11 Xin chào các bạn nhé